Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Chơi Game Cùng Hải Béo. Mình là Hải, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc chinh phục châu Âu cùng Hoàng đế Napoleon Bonaparte. Thì chúng ta sẽ vào lại phần single player phần Battle for Europe. Thì chúng ta thấy rằng ở trận trước chúng ta đã, để nói là giải gần như là chúng ta đã trở về lại châu Âu rồi. Mình đã chiếm lại được Marseille. Các khu vực xung quanh nước Pháp của mình như vùng Toulouse, vùng Nantes, này, vùng Bruxelles, vùng Munich, vùng Điên mà mình đã đánh chiếm mất rất nhiều thời gian, bây giờ thì đã bị chiếm lại hết rồi. Bây giờ tứ đại vương quốc gồm Anh, Phổ thuộc là Đức ấy, với cả là Nga rồi là Áo là bao vây bọc mình rất là chặt. Bây giờ mỗi lúc đi của mình sẽ rất là khó khăn. Bây giờ thực sự là mình cũng không còn quá nhiều tài nguyên nữa, mình hết cả gỗ rồi, hết cả thực thì còn ít, đá sắt vàng thì khá là nhiều. Thôi có lẽ mình mắc kíp mình đổi gỗ vậy. Nên đổi gỗ. Đúng nhỉ? Không, đổi vàng. Vàng mà đổi đi 10.000 vàng đi. Ồ, được 42.000 trong gỗ. Được rồi, mình đổi vàng thì mình không cần nhiều mà. Chết. Rồi, 46.000 rồi. Rồi đây, nâng cấp cái này lên tí. Nâng cấp này lên tí. Thì thực sự là mình, nếu mà mình không nâng cấp lên thì mình rất khó mà để lấy được. Nâng cấp rồi. Ồ, mình hết cả lính rồi. Khó, nhưng mà khá khó. Đây, qua lắm này. Đấy, qua lắm. Vậy như là không. Đội mình cũng phải vào form cũng hết rồi. Thì nói qua một chút về cái cuộc chiến, cái cuộc đời chinh chiến của Napoleon. Thì Napoleon thực sự là ông ấy đã bắt đầu sự nghiệp cầm binh của mình từ năm khoảng năm 1796-1797 đấy. Ông ấy đã lãnh đạo nhờ gọi là quân đội Pháp chiến thắng các cái cuộc tấn công của Liên minh thứ nhất, rồi Liên minh thứ hai, gồm rất nhiều nước ở châu Âu để đánh nước Pháp. Vì Pháp, mình có thể nói là cái vị thế nước Pháp ở trung tâm châu Âu nên là bị rất nhiều nước dòm ngó. Pháp cũng là một nơi có gọi là tài nguyên rất là phong phú ở châu Âu rồi đấy, mình nghĩ là vậy. Đồng bằng thì nhiều các thứ rất là tuyệt vời. Hơn nữa Pháp ở vị trung tâm mà ai cũng muốn đánh, ai cũng muốn chiếm thôi. Thì sau khi mà đánh xong các cái cuộc viễn chinh của ông, các cái cuộc chiến tranh của ông với Liên minh nhất nhanh thành công, thì ông dần dần đánh xuống Ý này, rồi lại vào thành hoàng đế nước Ý này, xong rồi là viễn chinh sang Ai Cập này, đánh bại Ai Cập này, sau đó ông trở về tổ chức các cuộc chiến tranh với vùng bán đảo Liberia, tức là vùng Barcelona, tức là vùng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha bây giờ ấy, thì được gọi là bán đảo Liberia. Xong rồi ông gây sức, hồi đấy thì Ý là thuộc cái sự gọi là ảnh hưởng của đế quốc Áo ngoài đấy. Sau đó là sau khi ông đánh bại gần như toàn bộ trừ nước Anh nhé, Anh thì không muốn đánh với Pháp nữa rồi, thì ông đã bắt Pháp, hình như bắt Pháp phải ký hòa ước. Sau ông ấy cuộc thực hiện cuộc xâm lược sang bên nước Nga, của viễn chinh sang Nga. Thì trong cuộc viễn chinh sang Nga này thì ông đã bị thua. Vào năm 1812 ông thua. Và thực ra thì thua ở đây phần lớn là do, thứ nhất là khí hậu của nước Nga có khắc nghiệt. Mùa đông nước Nga làm cho binh lính của Napoleon không thể nào chiến đấu được. Cũng ngoài ra cũng một phần là do ông, trong khi mà vào nước Nga với cái thời tiết lạnh giá như thế, thì những cái trận đấu của ông thì pháo của ông gần như là khó để nổ. Tức là Napoleon là một sĩ quan pháo binh và là một tướng pháo binh rất là mạnh, mà bạn cảm giác là khi mà vào trận không bắn được pháo, cảm giác như Napoleon chẳng còn cái gì cả, rất là yếu. Chính vì thế nên là ông thua trận 1812 và ông phải rút về. Và sau khi cái sự mất mát của rất nhiều binh đoàn chủ lực của Napoleon ở nước Nga đấy, thì nước Pháp không bao giờ trở lại hùng mạnh như ngày xưa nữa. Chính vì thế là vào năm 1815, khi liên quân lần thứ 6 của các nước tấn công vào Paris và đã khiến cho đội Pháp thua và bắt Napoleon phải thoái vị, thì ông đã bị đẩy ra đảo Elba. Nhưng mà đẩy ra đảo Elba, không phải Elba là sau đấy, đẩy ra đảo. Và sau khi ông đẩy ra đảo thì chỉ một năm sau ông đã quay trở lại.
quay lại vào năm 1815, năm 1815, và ông đã tiếp tục chinh chiến, nhưng mà các nước Đông Âu lại hợp lại một lần nữa vì họ rất sợ Napoleon, vì Napoleon đã gây cho họ một cái gieo rắc cho họ một cái nỗi sợ kinh hoàng là ông có thể đánh thắng mọi trận. Mặc dù trong cuộc đời Napoleon thì ông cũng thua không ít trận đâu, nhưng mà số lượng thắng nhiều hơn rồi, nhưng mà toàn trận rất là quan trọng và rất là lịch sử khi ông dùng quân ít hơn, nhưng mà quân nhiều hơn thì đã đánh bại ông tại trận Waterloo. Và lần này thì họ đã quyết định là gửi ông đến đảo Elba, và ông ở đấy trong 6 năm trước khi bị chết ở đảo. Thì trong 6 năm này thì trong cái cuộc cái chết của Napoleon thì đã có rất nhiều nghi vấn là ông bị đầu độc chứ không phải chết già bằng chất độc của arsen. Cái này có thể các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng nhé. Rồi bây giờ cho quay lại cái cuộc chiến tranh châu Âu của chúng ta, thì hiện tại bây giờ mình đã có một cái vương quốc khá là trải rộng rồi, mà mình thực sự là mình bị thiếu tài nguyên rất là nhiều. Sau các cuộc viễn chinh, cuộc đánh nhau liên tục thì mình bị thiếu tài nguyên rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ phải end cái tờ này thôi. Không biết là các định sẽ làm gì. Anh và Phổ đánh nhau và đuổi được thằng Phổ ấy rồi. Thằng Phanh một tiếp tục chiếm vùng của mình. Bây giờ mình sẽ có hai lựa chọn. Một là mình rời khỏi Marseille để có thể đánh thằng Phanh một này. Hai là mình đánh Tolu của nước Anh. Ba là mình có thể đánh vào Munich. Hoặc là bốn mình đánh thằng Viên. Nên mình sẽ không đủ để có thể tấn công lên. Thì mình rất sợ ấy, là thằng Phanh này nó sẽ tấn công thằng Ai Cập của mình. Khi mà nó tấn công sang gặp như thế thì mình sẽ mất luôn cả vùng Ai Cập. Thực sự là mình rất là muốn đánh. Giờ đây nó chỉ có 47 đảo, 4 đảo Russian Quad, ở đây là 11 đảo. Mình vừa lên cao mình có 13 đảo, mình đánh luôn rồi này. Mình sẽ đại chiến với quân Áo. Mình không muốn mất cái vùng Ai Cập. Vùng Ai Cập dưới là vùng rất là phì nhiêu, và nếu mà bị nó chiếm thì rất là khó đòi lại, vì mất công ra đấy để chiến đấu rất là lâu. Trong khi mà mình phải ở giữa, mình bị rất nhiều quân bao vây và đánh. Mình sẽ cố gắng giải quyết trận đấu này nhanh. Và 11 đạo của quân Áo. Quân Áo là một quân rất là mạnh trong cái thời kỳ này. Súng ống đạn dược các thứ, bộ binh, kỵ binh có vẻ là không mạnh lắm, nhưng mà bộ binh rất là mạnh. Rồi, mình đã có đội lên đây rồi. Lao lên đây, chiếm cái làng này đầu tiên. Rồi, có 2 nhiệm vụ rồi. Bình rồi, anh ơi. Ồ, mất 5 lính của mình. Thế này mình sẽ không dựa vào quân kỵ binh lắm, mình sẽ dùng bộ binh. Thì mình muốn giữ kỵ binh những đoạn này, không được muốn chết được nữa. Hai lần đến tiếp mình chết kỵ binh rồi. Và thực sự đó là hai lần rất là đau đớn của mình. Khi mình bị mất những cái đội quân gọi là rất là mạnh của mình. Không để gì phải, mình bị bắn luôn này. Chết. Bạch nên mình không sợ lắm. 7.000 dân border. Rồi, chiếm được khu này rồi. Rồi, chiếm được border. Cho kỵ binh ra khu này đi. Khu này để có thể là hoàn thành nhiệm vụ của mình là tốt nhất. 85 khá là hay đấy. Mất khá nhiều quân. Ok,
Nói chung là vùng này nó vùng rất phì nhiêu, rất là nhiều làng chiếm được thì rất là rất tốt, nhưng mà thật sự lại để chiếm thì cũng mất khá nhiều quân đấy, nên mình phải cẩn thận. Bây giờ vẫn chưa thấy ủa mất nhiều phết, không sao bắn được. Rồi, có vẻ như là mình đoạt được rồi. An enemy flat have been deleted near the item store. We can gain control over the flat item store. So we destroy the flat. Mình phải destroy flat à? Không biết làm nào nhỉ? Cộng nhiều điểm hết. Đây quân địch nhỉ? Để có vẻ không muốn giao chuyện chính chính diện mình. Eo đây đây đây, để đi coi. Sợ là có 3-4 đội, mà nó lắm. Không biết đạo Grenado của mình đâu. Ồ, kỳ binh đồng bên, kỳ binh đồng bên. Và ba đạo thủ ở đây giờ khá là ổn. Ba đạo của mình đều là ba đạo mạnh. 2-3 vạch để chúng ta phòng thủ này sẽ đánh các hướng này. Dạo này mình bị trả khá là nặng, mình có thể cho một đạo ở đây tấn công ở đây này là khá ổn này, nhưng mà chiếm được cái điểm đấy và trước khi đánh bại thì con địch cũng thua thôi. Mình sẽ đánh ở phía bên mắt mép này nữa, mình sẽ thủ ở đây tiếp. Đạo này thì mình không nên đánh thẳng vì đánh thẳng rất là dễ, vì rất dễ quân ngựa mình thì thôi chết hết. Nói chung là quân nó cũng khác nhau nhiều, ví dụ như là đây, ví dụ đạo Grenadier của mình này là đạo rất là mạnh này, bộ binh của nó là mạnh nhất rồi, hình như không có đạo nào thắng được luôn, chỉ có cái làng này đó. 3 phút, trời ơi, ngựa mình nó xuống moral quá, đi xa nó xuống moral thật đấy. Để cho những đạo kỳ binh ở đây mình đánh một vòng đây, đây đợi mình đợi đánh vòng vòng này, mình sẽ chờ đạo này hồi phục tí thì mình sẽ đánh ở đây, đánh ở đường này này, đường này có vào thì bắn thôi, bắn. Làm gì đâu, nó không làm gì cả. Sao nó vào được? Con nó cũng chẳng dám lên đây. Quân mình là quân rất tinh nhuệ, quân nó thủ thì nó có một nửa quân tinh nhuệ, nửa quân không tinh nhuệ nên là mình cũng sợ lắm. Quân mình là quân đã trải qua các cuộc chiến rất là lâu dài rồi. Rồi, mình 14 rồi đấy. Đấy, mình gần làng nên mình được bảo vệ, mình gần thủ cái làng này thôi. Lương thực thì mình hơn nó rồi, mình là một thằng rất là thích dùng nhiều lương thực. Có trận nào mình có thể đánh nhanh được thì mình sẽ đánh nhanh, còn trận nào mình phải kiểu co cụm phòng ngự một chút để các đội quân nó thì đánh chậm một chút để có thể làm được thiệt hại lương thực. Quân ở đây đang yếu, mình sẽ tấn công thôi, mình công không được. Nói chung là Grenadier của mình đã lên mạnh rồi, không phải lo đào được, đưa đào địch đã bị tan. Bây giờ mình không làm cách nào để đi xuống đây, đi xuống để có thể nên mình sẽ đi xuống tiếp. Nếu con địch đơn thương đây mình sẽ mang một đạo, còn nó có pháo. Nó sẽ là một đạo khá là nguy hiểm cho mình, nhưng mà mình không tiêu được sớm, nhưng mà đã cho cách nào để có thể tiêu pháo được cả.
Cavalry nó không dám vào mà, Cavalry nó yếu lắm, không dám vào đâu. Bây giờ sẽ có cửa đâu tí. Bây giờ phải chiếm hết tất cả cái nào để xây lương thực của nó. Chiếm hết rồi thì quân địch sẽ rất khó để trụ lại. Không biết là bọn nó có để tầm 1-2 đạo để dạng dạng như kiểu là chặn chặn những cái đạo quân theo cái móc của mình không. Mình nghĩ là sẽ có đâu. Mình nghĩ là thường thường sẽ có. Để thế rất là dễ. Phát hiện ra thêm một cái đạo nữa mình sẽ có một cái này. Cũng bắt buộc nó phải rút về, không thể nào mà cứ tấn công như thế này được. Pháo lên thì hiện tại pháo nó vẫn chưa vào vị trí được, rất khó vị trí. Cần nó pháo đi lỗi rồi là cũng thua. Pháo là cái binh chủng rất là mạnh nhưng mà cần phải biết cách dùng, khó dùng. Pháo ở đây khó dùng. Mình thì ít khi dùng pháo, thực sự là rất là khó dùng. Rồi bắn rồi, bắn lại rồi. Nhìn nó sướng nào. Mình sẽ quản lý hai mặt trận này. Bắt đầu tấn công rồi. Bắn lại, bắn trả. Mình đã lùi quân nó rồi, đã lùi rồi lùi quân nó về sau rồi, giờ thủ thôi. Bọn nó định kéo pháo nó đánh mình đằng sau khá là khủng. Dạo trăm quân lần lúc này thì nó cũng khá là khôn khi mà nó giữ được quân mình ở đây. Setting mình xin lỗi nhé. Ổn định đấy rồi, bắn nó. Ôi tấn công nó, bây giờ con địch yếu rồi, đánh thôi. Giờ xem cũng biết rồi. Không lên được. Để lùi xuống một chút. Quá coi thường mình. Sao nó lao lên một cái kiểu không suy nghĩ là nó thua rồi. Thì bây giờ ngay đằng sau mình sẽ tiếp cận được và mình giết nó. Nói chung là khi mà quân địch vừa mới chiếm được cái vùng đấy của mình mà thì mình phải tấn công luôn, tránh nó việc nó mua quân nhưng mà nó hồi phục lại cái vùng đất đấy rất là khó đánh cho mình. Mới bị chiếm là chính chiến lợi nhất, mà để càng để lâu thì quân địch sẽ càng mạnh hơn. Rồi mình sẽ enter đây, biết nó sẽ làm gì mình. Mình sẽ đấy ngay mà nó tiến lại Marseille, nhưng mà nó không thắng được Marseille của mình. Nga lại đánh gần đây ở đây. Khó đấy. Nó chiếm lại một chút lại, nó lại đánh điện thật đấy. Mà nó có defend 180 vậy. Lại phải chiếm lại Marseille.
khó thật đấy. Sao 13, 15 mình đấu được mà so. Nên bây giờ những cái cuộc chiến này bắt đầu rơi vào giai đoạn giằng co rồi, các nước sẽ đánh nhau liên tục, mình sẽ phải thắng liên tục, càng thắng nhiều thì cái quân của địch mà thua thì đương nhiên nó sẽ không thể nào mà kiểu dạng là có quân lực, có sĩ khí, có để mua quân mãi được. Vậy phải dựa vào cái việc là bên nào thắng nhiều hơn thôi, à, thắng nhiều thì bạn sẽ càng mạnh. Ơ à, nếu nó bỏ sư một đạo đúng không, sao mình có 1-2 đạo ngựa này, chết rồi, mình không để ý rồi. Như biến một đạo ngựa mình đi một đạo không pháo thì phải. Phải rồi, mất 8 người. Đánh quân Nga mà không có ngựa thì khổ đấy. Không ra. Dạo như này em không phải đấy đâu, một vạch này. Xong, chiến rồi, mình biết được vị trí có địch rồi. À đây đây đây, con đi lỗi này, con đi lỗi này, có một đạo nhỏ nhỏ này, thế thôi. Con đi có vẻ như là, đấy mà đấy không, Mordor nó yếu thế thì rất là khó đánh nhau. Nó cũng thắng kiểu, vừa đủ thắng thôi, không phải như mình, thắng kiểu dạng rất là kiểu dễ dàng. Nên là cái chỉ số này của nó mới mua, nó mất như khá nhiều đội để thắng đến trận đấy. Nên là mình yếu lắm, con nó yếu, con địch yếu thì dễ tấn công thôi, dễ thắng lắm. Đấy. Quân model kém thì không thể nào mà đấu được với quân model cao được. Nhất là chỉ bình càn đi nhanh này. Không vào đâu. Quân địch thế đại thế mất cũng không dám đánh mình đâu. Quân mình chưa vào. Vẫn có khả năng đấu được. Cái này có những đội đầy đội nhỏ nhỏ nên không đâu. Nó định ép mình, bọn Nga thì ép mình lần trước nhưng mà thực sự là quân của nó không còn tinh nhuệ lần trước rồi. Nó không phải nó đấu với mình, lượng tinh nhuệ của nó bị mình giết rồi. Nên là quân ở đây là phải tinh nhuệ, phải quân phải thực sự tinh nhuệ thì mới có thể chơi được cái game này. Phải thắng được, không bạn mang quân đâu dạng, đó, nó thua ngay mà. Quân đâu dạng kiểu yếu, quân đâu dạng kiểu mẹ một vạch máu đối với ba vạch này, nó đấu sao được moral của con kiểu kỵ binh cao cấp. Nó lao vào phát model, nó dưỡng giảm mất một nửa vạch rồi. Rất khó, dễ dàng chiến thắng rồi. Bây giờ quân mình gọi là, thần quân là gọi là khá là bá chủ châu rồi đấy. Mình, à, mình cấp vào, mình thành General. Có thể điều khiển được 16 đạo rồi. Và bây giờ... quân cho 3 đạo pháo làm gì? Đó, mình sẽ được mua thêm những đạo ngựa đây. Enter. Không đánh đâu, đâu làm đánh, à
Bây giờ thì thằng Nga với thằng Thổ không dám đánh mình. Nhưng mà thằng này nó vẫn còn lực lượng một chút, nó vẫn chắc thì áo nó rất là rộng, nó có nhiều tài nguyên. Nó dám đánh mình nhiều. Rồi mình sẽ mua hết tất cả ngựa. Bóng các thứ. Nguyên lên đồ hai đảo này. Chưa đảo này đi này. Rồi ok, 120. Pantigo này. 6 rồi mình xong rồi, không có nước à. Wellington 799, nó bây giờ cũng chỉ là Captain, à Major. Nó này cũng chỉ là Major thôi. Chưa nó nào lên cấp mình là mình vừa nó 2 cấp, rất là dễ đánh rồi. Giờ nó chỉ để trông đợi vào cái thiên thời địa lợi thôi. Mà bây giờ mình cũng khá là thiệt hại khá là nhiều rồi, mình không còn cái gì nữa. May là mình giữ được vùng này nên mình bắt buộc phải giữ cái hai cái vùng Marseille với cả Rome này. Không giữ được nó là rất là khó đánh, mình phải càng ngày càng đánh cái... Anh cho nó hết quân rồi, đánh nó hết quân rồi, không còn quân, không có tiền để mua quân nữa thì mình thì mới được. Thua một trận này mất một đội quân nó sẽ khó lắm, khó để thắng. Chiếm ngay, về lại Marseille đây. Một hai ba bốn năm sáu đây, sáu đạo ngựa mình đây, rất nhanh đây. Lên chiếm thành chiếm răng này. Một thành một là đó, một là xong một là binh giờ mình mới mua mà nên là yếu nên mình phải đi kèm đội kỵ binh mạnh của mình. 6-7 đặc biệt các đội kèm nhau thì nó sẽ mất ít moral hơn. Thế nào, càng lâu thì sẽ có nhiều moral hơn. Thế nào, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 vạch rồi. Bắn xa rất là nhiều. Xong đây. Là dễ, nhưng mà 7 đảo ngựa không yếu, nó rất là mạnh. Làm sao để có thể điều khiển với cái thuyền này nhỉ? À đi được đấy. Đi được, mang quân ra đây. Rồi. Thế thôi. Cần đi bộ rồi. Em phải đánh chậm chậm một chút. Mình muốn gọi là hủy diệt nó, cho con nào nó chạy. À, mình bắn được cái thời này đúng không? Bắn được rồi đây. Rồi.
Mình đi cho quỹ rất từ cái trang web sao full là mọi phút for the enemy. Rồi là mình sẽ là có chung là mình sẽ có được thêm vàng và thêm tiền. Rồi hoàn thành nhiệm vụ khá dễ. Để đây xem có thể bom pháo này có làm gì được không. Thế là hai phòng thành rồi. Rồi lực lượng này mình sẽ mang kỵ binh đi càn vậy. Nếu mà bọn nó nhiều quân pháo thì mình sẽ không sợ đâu. Mình rất là mạnh. Đâu con này kia. Thì đoán đúng được vị trí của địch. Rồi mình đến đây. Đây là một kỵ binh của địch. Mình giữ ở đây mà. Giữ ở đây, giữ ở đây. À, hơi xa lạ đúng ra mình lợi thế hơn quân mà. Ít quân hơn mình còn thắng, đông quân hơn thì thắng chắc. Rồi mình sẽ mang toàn bộ thắng mạnh mà đội information đội hình này sống lên một đội hơi dạng kiểu này. Vất tít thôi, ngồi đi. Đội modern kém trong đó. À, nó đang định xây pháo đài này. Thế thôi, không xây pháo đài. Nó định xây pháo đài để đấu với mình không có pháo mình sẽ bất không bóng bắn pháo đài của nó. Dám lao vào này. Ngay binh giờ mình khỏe lắm. Giết hết chứ rồi. À, thì nó còn đây. À, nó lên đây nó bắn mình. Đó, rút rồi. Quá dễ dàng. À, rằng co quá. Quá rằng co, có diện này rằng co quá. Thắng tạm thời mình vẫn đang chiến thắng rất là nhiều trận nhưng mà là làm nào để có thể chiến thắng trận này. Mình cũng hết sạch lương thực rồi, mình hết sạch quân rồi này. Nó phá đi phá lại này, quân mình hết sạch nhiều. Nó lại đánh đấy. Cory mình sẽ ok thôi nhưng mà không ok được. Rome mình chiếm được HP cao. Sao đã có thể kéo người lên 140 đủ không khó anh chơi giúp you key with an vâng rồi mình sẽ tập lời này tạm thời bắt đi một đối thủ đi nếu mà mình tiếp tục tấn công thì khó nên mình sẽ đánh vào bắt xây đến nốt trận này mình sẽ giữ vững khu vực này mình phải đánh hết tất cả các đại vương quốc anh là khu duy nhất mình chưa đánh. Rồi, ok. Chú 10 đạo này mình nó vừa thua xong. Chém lại con này. Trận cuối cùng hôm nay vậy.
và quân anh khá là tinh nhuệ đấy. Mười đạo quân anh cũng không phải đợt đùa đâu. Quân anh mạnh nhất là kỵ binh, mình cần đánh bại được đội kỵ binh anh là mình thắng luôn. Mọi người là khá nhiều, đây có một chỉ này. Ở đây đâu. Giờ mình không sợ nữa gì. Quân mình mono rất là cao, mình không có thể có sợ địch khá là nhiều gì cả. Nào, đi vào Plan Orin này, đi Iron Dragon Food này, Dragon Food này, khá là nhiều. Cái này bây giờ Iron mình hơi thấp. Có một mức gốc này, con này con nhỏ Monster kia. Đánh nó mang kỵ binh của mình 6 đạo mình lên thôi. Trời mẹ có mấy cái đạo bấn này. Ui dồi phải đâu MR thì kém đứng nguyên một chỗ bị dọa cho cũng thua này. Ui dồi ôi thế mà mang quân đi chiếm đất của anh chỗ tuổi gì. Ui pháo này, ui pháo này, ui pháo, ui pháo, ui đau đấy nhưng mà bắn xong chưa. Nữa vì mình càn lên thôi, càn lên là chết hết. Chưa sẵn tay mình chết ngay dễ quá. Ok. Ok. Có vẻ thế cục vẫn là rất là giằng co rồi. Nên không thể nào mà chiến thắng địch nhanh được. Thôi được rồi. Thì mình sẽ nói chung là mình sẽ chết này đi. Rồi. Rồi. Vậy chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi. Có thể là cái thế cục của trận đấu này rất là giằng co. Mình đang ở chung là cái thế là khá là khó khăn, phải giữ rất là nhiều khu vực đông tây nam bắc trái phải giữ hết trong khi mà nó liên tục này. Chúng ta quay lại ở trận sau, mong là khi mà mình đã thắng được cả 4 đạo địch rồi thì mình sẽ có cái lợi thế hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.